nên tầm soát bệnh lý đái tháo đường. Bác sĩ Thanh xin chào quý khán giả. Hôm nay bác sĩ Thanh xin chia sẻ về những ai nên tầm soát bệnh lý đái tháo đường. Đó là những người có người thân mắc bệnh đái tháo đường, bao gồm cha, mẹ, anh chị, em ruột. Người có tiền sử bệnh tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu. Ở phụ nữ có hội chứng buồn trứng đa nang, có tiền sử mắc bệnh đái tháo đường thai kỳ ở lần mang thai trước, hoặc có tiền sử sinh con nặng trên 4kg. Hoặc là những người mà có thừa cân, béo phì, người có cuộc sống, lối sống ít vận động, có dấu hiệu gai đen ở vùng cổ. Và cũng khuyến cáo cho tất cả những người từ 45 tuổi trở lên thì ít nhất là 1 năm nên tầm soát sức khỏe một lần để phát hiện được sớm các bệnh, và trong đó có bệnh đái tháo đường, để được điều trị sớm ạ. Các bạn nhớ bấm theo dõi kênh TikTok của Bệnh viện Quốc tế Phương Châu để theo dõi và xem thêm nhiều thông tin chia sẻ về sức khỏe hữu ích nhé.